Làm ơn, một ly rượu vang. Dạ. Cô à, ly rượu của cô. Từ từ uống. Cảm ơn. Cho thêm một ly đi. Dạ. Mất tích mấy ngày, khó lắm mới thoát thân sao? Họ sắp xếp cho tôi ở khách sạn, không giống cách làm thông thường. Ngoài trừ Uông Quốc Đống không còn người khác canh chừng xung quanh. Tôi nghi ngờ trong sở cảnh sát có tổ đặc biệt dùng để xử lý vụ án đặc biệt. Phải. Tôi đã tiết lộ hành tung của Jimmy cho Uông Quốc Đống biết. Cuối cùng chúng tôi phát hiện trong game đó có người muốn bí mật liên lạc với Jimmy, nhưng chưa hỏi được đã mất dấu rồi. Game đó tên là gì? Battle in Darkness. Tôi sẽ theo dõi. Ok, tôi có một tin tức quan trọng phải báo với cô. Người thân của Jimmy ở Anh Quốc đã bị người ta giết hết cả nhà. Là đặc công của nước ngoài làm. Tổng bộ đánh giá bất cứ những người nào có quan hệ với anh ta đều nằm trong danh sách phải chết. Có thể cô là ngoại lệ bởi vì họ chưa phát hiện ra thân phận của cô. Bản thân cẩn thận một chút. Không có vấn đề gì đâu, tôi biết phải làm gì. Bên cảnh sát cũng phải coi chừng, bởi vì con người của Uông Quốc Đống không phải đơn giản. Nếu ngành cảnh sát thực sự có tổ đặc biệt, có lẽ hắn là thành viên trung tâm. Tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi sẽ tìm mọi cách để bám theo anh ta. Chưa hết, cô còn phải hỗ trợ hắn. Trong tình huống thích hợp, giao hết toàn bộ tin tình báo cho hắn. Nếu thực sự có tổ đặc biệt, bọn họ sẽ không dừng lại, sẽ tiếp tục điều tra. Vậy thì chúng ta có thể mượn sức mạnh của họ đối phó với đám đặc công này. Để họ tự đánh mình, phân tán sự chú ý. Thông minh. Vậy thì chúng ta sẽ có thêm thời gian tìm người. Uông Quốc Đống tìm tôi. Ok, tôi đi trước. Tóm lại, nếu tìm được mục tiêu, lập tức báo tôi biết. Không tìm được thì xử lý đám đặc công này giùm tôi. À phải, anh Sam đã tiếp quản lại nhiệm vụ rồi. Anh sẽ qua Hồng Kông cùng tôi phụ trách. Tới lúc đó nhắn cô. Đã kêu em đừng có đi lung tung rồi, còn tới đây uống rượu nữa. Nè, anh đưa em về. Em không muốn tiếp tục giam cầm nữa. Jimmy chết rồi, em buồn vô cùng. Em rất muốn uống rượu, anh uống với em đi. À, được rồi, đừng có uống nữa. Muốn uống thì về phòng mà uống. Anh nghĩ em say thật sao? Em muốn tiếp tục uống. Được, em không say. Về đổi chỗ có được hay không? Được. Nè, còn uống nữa hả? Nè, được rồi, đừng uống nữa. Nè, còn dám nói là không say nữa. Anh có biết tại sao em tới quán bar đó không? Tại sao? Vì lúc trước em và Jimmy thường tới đó. Tụi em đã quen nhau ở đó. Nhiều khi em cứ suy nghĩ thật ra ảnh quen người nào ở trên mạng thật sự quan trọng hơn em sao? Thật ra tụi em có từng quen nhau không? Nè, quẹo đằng trước đi. Đường đó không phải về khách sạn đâu. Em chưa muốn về khách sạn. Chúng ta tìm một chỗ yên lặng ngồi chơi đi. Trong lòng anh, nước anh như thế nào? Nước anh hả? Cả gia đình vui vẻ bên nhau, không lo không nghĩ. Vậy anh sướng hơn em nhiều. Từ nhỏ tới lớn em đã luôn rất căng thẳng. Không giống nha. Lúc đó em thường cười lắm mà.
Ba má em đòi hỏi em cao lắm, chuyện gì cũng sắp đặt sẵn cho em. Học ngành gì, nhảy điệu nào, tóm lại họ nói cái gì thì em phải nghe theo. Lần này về Hồng Kông chắc chắn là cãi nhau với gia đình rồi. Ừ, em không muốn bị họ ép em nữa. Giống tác phong của em. Em đã tự hứa với bản thân, em không tạo được thành tích thì sẽ không quay về. Còn anh, suốt cả đêm em cứ nói chuyện của em, chưa nghe anh nói về chuyện của anh. Nói nghe thử đi. Thì anh hết sức bình thường, hết sức giản dị, không có gì để nói. Em không tin. Dạ, em có để ra tiền được đâu. Trực giác của phụ nữ chính xác lắm. Uông Quốc Đống, không công bằng. Chuyện gì em cũng nói hết cho anh biết, nhưng anh không nói với em chút nào. Đúng là không có gì đáng nói mà. Người bạn duy nhất bên cạnh em không nói gì cho em biết. Một cái thôi, nói cho em biết một bí mật đi. Được, một chuyện thôi, nhưng mà có điều kiện đó. Sau khi nghe xong, em phải cố gắng phấn đấu. Được, em hứa với anh. Ừ. Thật ra trong cuộc đời anh có một ân hận rất lớn, đó là em của anh. Nó tên là Ben. Từ nhỏ tới lớn rất thân với anh, suốt ngày chơi chung với anh. Thằng quỷ đó, nó thông minh vô cùng, học hành cũng giỏi nữa, chỉ là thể thao hơi tệ thôi. Mấy năm trước ở London có một vụ khủng bố, chính mắt anh đã nhìn thấy. Nó bước vào trong nhà hàng, sau đó thì bùm. Em xin lỗi. Anh không sao. Chuyện đã qua lâu rồi. Ban đầu đúng là có hơi khó chịu, nhưng mà chấp nhận được mà. Bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Sau đó thì anh quyết định về Hồng Kông làm lại từ đầu. Cho anh mượn bờ vai để dựa nè. Không cần đâu. Vậy anh cho em mượn bờ vai của anh đem dựa đi.